xin chào các em chào mừng các em đến với chương trình học trên truyền hình do sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nội phối hợp với đài phát thanh và truyền hình hà nội thực hiện trong bài trước các em đã được học về thấu kính bắt đầu từ bài hôm nay chúng ta sẽ học những ứng dụng của thấu kính và ứng dụng đầu tiên đó là mắt mắt cơ chế hoạt động rất phức tạp thầy có thể tóm tắt cho các em như sau ánh sáng từ vật chiếu tới mắt tại đây ánh sáng sẽ được các tế bào cảm thụ ánh sáng chuyển thành tín hiệu thần kinh. Sau đó, tín hiệu được truyền đến não qua hệ thống thần kinh thị giác và được xác nhận là hình ảnh trên bộ não. Chính vì vậy, mắt có cấu tạo rất phức tạp nên trong phạm vi bài học của chúng ta, chúng ta chỉ nghiên cứu ở phương diện quang hình học, cấu tạo quang học của mắt. Các bộ phận của mắt trong sách giáo khoa đã trình bày rất rõ. Ở đây thầy chỉ giới thiệu những bộ phận chính. Giác mạc là một màng cứng trong suốt cho ánh sáng truyền qua và bảo vệ lớp ngoài của mắt. Thủy dịch. Con ngươi. Lòng đen. Thể thủy tinh. Cơ vòng dịch thủy tinh màng lưới thì đối với màng lưới chúng ta chú ý giúp thầy hai vị trí đặc biệt vị trí thứ nhất là điểm vàng nơi tập trung rất nhiều đầu các dây thần kinh đây là điểm rất nhạy với ánh sáng điểm thứ hai là điểm mù là nơi giao của những dây thần kinh vì thế điểm này không nhạy với ánh sáng để hiểu sơ bộ về cấu tạo của mắt cũng như cơ chế hoạt động chúng ta cùng xem một video mô phỏng Ở đây chúng ta chú ý con người là nơi cho ánh sáng truyền vào trong mắt. Ánh sáng khi truyền vào trong mắt sẽ qua thể thủy tinh. Chúng ta thấy một điều đặc biệt là khi mắt quan sát các vật thì thể thủy tinh lúc phồng lên, lúc dẹt xuống do sự hoạt động của cơ vòng. Vì vậy, thể thủy tinh đóng vai trò như một thấu kính hội tụ và có tiêu cự thay đổi được qua mắt tạo nên một ảnh thật ngược chiều trên màng lưới như vậy chúng ta suy nghĩ xem khi hình ảnh truyền tới não cho chúng ta quan sát được một ảnh cùng chiều với vật và đó là một clip mô phỏng về cấu tạo cũng như hoạt động cơ bản của mắt khi quan sát một vật để đơn giản hóa dễ nghiên cứu hơn chúng ta thu gọn cấu tạo của mắt lại thành hai bộ phận thứ nhất là thấu kính mắt bao gồm tất cả những bộ phận cho ánh sáng truyền qua tiêu cự của thấu kính mắt thay đổi được khoảng cách từ thấu kính mắt đến màng lưới không đổi bộ phận thứ hai là màng lưới sau khi thu gọn cấu tạo của mắt về hai bộ phận. Chúng ta thấy rằng mắt có cấu tạo rất giống máy ảnh. Vì vậy, chúng ta làm một phép so sánh những điểm tương đồng giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh. Thứ nhất, đối máy ảnh vật kính thì tương tự như vậy ở mắt là thấu kính mắt. Đối máy ảnh có phim thì tương tự ở mắt là màng lưới. Chúng ta thấy rằng mắt là một ứng dụng của thấu kính. Như vậy sẽ tuân theo công thức thấu kính 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Như chúng ta vừa nghiên cứu thấy rằng D phẩy bằng OV là không đổi. Như vậy trong quá trình quan sát muốn mắt có thể quan sát được những vật ở những khoảng cách khác nhau nghĩa là D khác nhau thì chúng ta phải thay đổi F. Quá trình thay đổi F gọi là sự điều tiết của mắt. Chúng ta sang phần 2 lớn. Sự điều tiết của mắt là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho các vật ở khoảng cách khác nhau vẫn tạo ra trên mảng lưới. Quá trình điều tiết của mắt chúng ta xem video mô phỏng. Chúng ta thấy rằng khi vật quan sát ở xa thì thể thủy tinh dẹp khi vật lại gần quan sát vật ở gần thì thể thủy, thủy tinh phồng lên trong quá trình quan sát vật từ gần đến xa chúng ta thấy rằng thể thủy tinh bán kính thay đổi nhưng trong quá trình thay đổi như vậy không phải là quan sát được ở mọi vị trí chúng ta thấy rằng khi đưa lại gần mắt quá thì cũng không nhìn được rõ. Và theo như video mô phỏng thấy rằng khoảng cách nhìn rõ gần nhất bình thường cỡ 25 cm. Và với một mắt bình thường ta thấy rằng khoảng cách nhìn rõ rất xa có thể coi là ở vô cùng. Như vậy trong quá trình điều tiết có những vị trí giới hạn trong cái vùng nhìn thấy ta gọi là điểm cực cận và điểm cực viễn. Khi quan sát ở điểm cực cận như video mô phỏng các em thấy rằng bán kính của thể thủy tinh là nhỏ nhất. Và khoảng cách từ thấu kính mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận. Như vậy điểm cực cận là điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn rõ. Khi quan sát ở điểm cực cận, mắt điều tiết cực đại và khi đó tiêu cự của thấu kính mắt có giá trị nhỏ nhất. Với mắt bình thường, khoảng cực cận ký hiệu là D lớn nằm trong khoảng từ 20 đến 25 cm. Điểm thứ hai trong vùng giới hạn nhìn rõ của mắt là điểm cực viễn, là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ. Khi quan sát ở điểm cực viễn, các em thấy rằng mắt không điều tiết, nghĩa là thề thủy tinh ở trạng thái xếp nhất và khi đó tiêu cự lớn nhất. Mắt thường khoảng cực viễn OCV bằng vô cùng. Như vậy chúng ta thấy rằng trong vùng từ cực cận đến cực viễn là khoảng nhìn rõ của mắt vấn đề đặt ra có phải vật cứ nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt là chúng ta quan sát rõ vật hay không đây là hình ảnh để đo thị lực của mắt khi quan sát hình ảnh các em thấy một điều những hình ảnh có kích thước lớn nhìn rất rõ. Nghĩa là những hình ảnh này đang nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Nhưng tại sao những hình ảnh ở phía dưới chúng ta quan sát lại thấy mờ? Trả lời bình thường nhất thì chúng ta nói rằng vì nó nhỏ quá nên nhìn nó mờ. Thế vậy ở góc độ vật lý chúng ta giải thích hiện tượng này như thế nào? Nếu như chúng ta đi lại gần hơn, chúng ta quan sát thì chúng ta thấy những ký tự ở phía dưới này vẫn có thể quan sát được. Như vậy, chúng ta thấy rằng để nhìn rõ vật ngoài chuyện nằm trong khoảng nhìn rõ từ điểm cực cận đến cực viễn còn cần thêm hai yếu tố đó là kích thước của vật và khoảng cách từ vật đến mắt. Thì kích thước của vật và khoảng cách từ vật đến mắt có thể được biểu diễn qua góc alpha. Và người ta gọi là góc trông. Chúng ta chuyển sang phần thứ ba năng suất phân ly của mắt. Khái niệm đầu tiên góc trông alpha. Từ hình vẽ ta thấy góc trông alpha được tính bằng công thức tan alpha bằng độ dài AB chia cho D, D là khoảng cách từ A đến O. Và để nhìn rõ vật alpha phải lớn hơn một giá trị alpha min nào đó. Alpha min ký hiệu là epsilon, người ta gọi là năng suất phân ly của mắt. Tại sao alpha phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị epsilon nào đó thì mắt mới quan sát được rõ vật? Bởi vì khi đó giả sử như ta quan sát vật AB để nhìn rõ vật nghĩa là ta phải phân biệt được hai điểm AB. Như vậy thì ảnh A'B' trên màng lưới phải nằm ở hai đầu dây thần kinh thị giác khác nhau thì chúng ta sẽ phân biệt được hai điểm AB. Nếu ảnh A, A'B' nằm trên cùng một đầu dây thần kinh thị giác thì chúng ta không nhìn rõ vật. Vì vậy cần phải có một góc trông đủ lớn mới nhìn rõ vật. Với mỗi mắt khác nhau, năng suất phân ly là khác nhau. Vì vậy lấy giá trị trung bình alpha vào cỡ 1 phút ở đây thầy chú ý trong quá trình tính toán với góc độc lập bao giờ chúng ta cũng phải để đơn vị là radian vậy kết luận lại để nhìn rõ vật cần hai điều kiện thứ nhất là vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt thứ hai là góc trông phải đủ lớn như ở phần trước các em đã biết với mắt bình thường khi không điều tiết quan sát vật ở vô cùng cho ảnh ở trên màng lưới nhưng trong thực tế không phải mắt nào cũng bình thường có những trường hợp khi không điều tiết quan sát vật ở vô cùng ảnh hội tụ ở trước màn lưới nghĩa là chúng ta không nhìn được những vật ở xa những mắt không bình thường như vậy ta nói là mắt có tật chúng ta chuyển sang phần thứ tư các tật của mắt và cách khắc phục. Với đặc điểm mắt khi quan sát vật ở vô cùng ảnh hội tụ trước màng lưới ta gọi là mắt cận. Chúng ta sang phần thứ nhất, mắt cận và cách khắc phục. Từ hình vẽ, ta thấy rằng khi không điều tiết mắt cận có độ tụ lớn hơn so với mắt bình thường nghĩa là tiêu cự lớn nhất nhỏ hơn ov khi mắt có đặc điểm như vậy thì dẫn đến các hệ quả khoảng cách nhìn xa ov hữu hạn và điểm cực cận gần hơn so với mắt bình thường chính vì điểm cực cận gần hơn so với mắt bình thường nên người ta gọi là mắt cận. Thế vậy, cách khắc phục ở đây thầy muốn nói cách khắc phục là ở góc độ quang hình học chứ không bàn về cách chữa tật của cận thị như thế nào. Thì ở đây ta thấy rõ ràng rằng khi không điều tiết thì độ tụ của mắt là lớn hơn so với bình thường. Chính vì vậy cho nên cần phải đeo một thấu kính phân kỳ để giảm cái độ tụ của mắt đi để sao cho khi quan sát vật ở vô cùng thông qua hệ gồm kính đeo thêm và thấu kính mắt cho ảnh cuối cùng ở trên màng lưới. Cách khắc phục mắt cận chúng ta có thể hiểu như sau. Vật AB qua OK tạo thành A1B1 ở điểm cực viễn. Chú ý là vật AB D1 ta coi như ở vô cùng. Và A1B1 đóng vai trò là vật qua thấu kính mắt cho ảnh A2B2 nằm trên màng lưới. Như vậy vấn đề đặt ra là với mỗi mắt cận khác nhau, chúng ta lựa chọn kính như thế nào cho phù hợp? Thì chúng ta Xét sự tạo ảnh qua OK. Dựa vào công thức thấu kính. Vì d1 bằng vô cùng nên fK bằng d1 phẩy. Nếu như kính đeo sát mắt vì là ảnh ảo nên ta có thể coi fK bằng trừ OCV. Chúng ta thấy rằng thực trạng về cận thị học đường. Hiện nay số lượng các em học sinh mắc tật cận thị là rất lớn. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, năm 2017, cả nước ta có gần 5 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học mắc tật khúc xạ. Thì trong đó trên 40% là cận thị và chủ yếu tập trung ở thành thị. Nguyên nhân nào dẫn đến cận thị? Thì ở đây, trong bài này, thầy muốn nhấn mạnh 3 vấn đề. Một, đó là điều kiện học tập và sinh hoạt. Môi trường ánh sáng không đầy đủ tư thế ngồi hoặc công nghệ phát triển trẻ em sử dụng thiết bị điện tử nhiều ví dụ như là xem tivi xem máy tính điện thoại và nguyên nhân thứ ba có thể là do yếu tố di chuyển ảnh hưởng của cận thị là rất lớn đối với sinh hoạt và sức khỏe của các em học sinh cụ thể khi đeo mắt kính nhìn vật từ xa có thể gây mỏi mắt và nhức đầu nếu cận thị nặng Võng mạc của mắt có thể mỏng đi gây tổn thương đến cửa sổ tâm môn của trẻ. Những biện pháp cần phòng tránh các em chú ý giúp thầy mấy vấn đề. Một là cải thiện điều kiện học tập, chú ý là ở những nơi ngồi học ở những nơi đủ ánh sáng, có thời gian biểu học rõ ràng, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe và thư giãn thị giác. Chế độ ăn uống đảm bảo giàu vitamin và khám sức khỏe định kỳ 6 tháng để xác định tật khúc xạ dạ và có cách điều trị kịp thời. Tiếp theo mà thầy muốn giới thiệu, ngược lại với cận thị, khi không điều tiết, quan sát vật ở vô cùng cho ảnh ở phía sau màng lưới. Với mắt có đặc điểm thế này gọi là mắt viễn chúng ta chuyển sang phần 2, mắt viễn và cách khắc phục. Như mô tả ở phần đầu, chúng ta thấy khi không điều tiết, mắt viễn có độ tụ nhỏ hơn so với mắt thường và tiêu cự ép mắt lớn hơn OV. Dẫn đến các hệ quả mắt viễn nhìn vật ở xa phải điều tiết, điểm cực cận xa hơn so với mắt bình thường. Cách khắc phục vì ta thấy rằng khi không điều tiết độ tụ nhỏ hơn so với mắt bình thường nên ta phải đeo thấu kính hội tụ để có thể nhìn gần được như mắt thường chọn thấu kính có tiêu cự sao cho ảnh ảo của điểm gần nhất muốn quan sát hiện ra ở cực cận được thể hiện như sơ đồ tạo ảnh dưới đây như vậy công thức để lựa chọn thấu kính sao cho phù hợp với mắt viễn được xác định như thế nào. Thì tương tự như ở phần mắc cận, ta có sơ đồ tạo ảnh S ở vị trí D1 gần mắt nhất mà ta muốn quan sát. Tạo ảnh qua OK cho ảnh S1 nằm ở đúng điểm cực cận của mắt viễn. S1 qua thấu kính mắt cho ảnh S2 nằm trên màng lưới. Dựa vào công thức thấu kính nếu coi kính đeo sát mắt OCC bằng D thì ta có công thức thấu kính lựa chọn FK bằng D1 nhân với mở ngoặc trừ D chia cho D1 trừ D. Sở dĩ có dấu trừ bởi vì ảnh ở điểm cực cận là ảnh ảo. D phải nhỏ hơn không. Như ở phần hoạt động của mắt, các em thấy rằng khi quan sát vật ở những vị trí khác nhau thì cơ vòng co giãn để thay đổi bán kính của thể thủy tinh. Như vậy, theo thời gian khi tuổi tăng lên, quá trình hoạt động của thể thủy tinh cũng như cơ vòng nhiều thì dẫn đến hiện tượng thể thủy tinh bị chai và tính đàn hồi của cơ vòng giảm đi và với mắt có đặc điểm như vậy ta gọi là mắt lão. Chúng ta sang phần 2 mắt lão và cách khắc phục. Mắt lão hầu hết mọi người kể từ độ tuổi trung niên khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh cứng hơn. Nhưng có một đặc điểm là mắt lão khi nhìn những vật ở xa không điều tiết vẫn rõ như thể hiện ở trên hình vẽ. Vì cơ vòng tính đàn hồi giảm đi và thể thủy tinh cứng hơn nên điểm cực cận bị đẩy xa hơn so với mắt bình thường. Vì vậy khi quan sát một điểm ở gần cho ảnh ở phía sau màng lưới. Cách khắc phục Ta thấy riêng đặc điểm này thì mắt lão giống với mắt viễn nên cách khắc phục tương tự như với mắt viễn. Đeo thấu kính hội tụ để có thể nhìn gần như mắt thường và chọn thấu kính có tiêu cự sao cho ảnh ảo của điểm gần nhất muốn quan sát hiện ra ở điểm cực cận. Để vào phần tiếp theo, chúng ta cùng xem một video mô phỏng và giải thích giúp thầy hiện tượng xảy ra. Ở đây người ta lần lượt thay đổi những hình ảnh hiện ra trên màn hình lúc đầu là một hình ảnh trên một giây sau đó số hình ảnh hiện ra trên một giây tăng lên chúng ta quan sát hình ảnh người đạp xe 5 hình ảnh trên một giây đến 12 hình ảnh trên một giây ta thấy rằng hình ảnh người đạp xe đều hơn. 24 hình trên một giây ta thấy hình ảnh người đạp xe rất là đều. Vậy lý giải vì sao lại có hiện tượng quan sát được như vậy? Chúng ta sang phần tiếp theo. Hiện tượng lưu ảnh của mắt. Sự lưu ảnh của mắt được nhà bác học Plato nghiên cứu từ năm 1829. Với kết luận cảm nhận do tác động của ánh sáng lên các tế bào màng lưới tiếp tục tồn tại khoảng 1 phần 10 giây sau khi ánh sáng tắt. Nghĩa là trong thời gian này ta vẫn còn thấy vật. Quay lại với video mô phỏng lúc nãy, chúng ta giải thích xem vì sao khi các hình ảnh được trình chiếu trong một giây tăng lên chúng ta lại thấy hình ảnh quan sát được của người đạp xe như là liên tục bởi vì nếu hình ảnh xuất hiện trong một giây tăng lên thì khi hình ảnh này trên màng lưới chưa mất đi thì hình ảnh tiếp theo đã được chiếu tới vì vậy chúng ta quan sát chúng như là liên tục ứng dụng của hiện tượng này đó là làm phim truyền hình. Và chúng ta thấy rằng trên truyền hình thì có cái chương trình 24 hình trên dây thì đấy chính là thể hiện cái sự ứng dụng, sự lưu ảnh của mắt. Và trong kỹ thuật hình sự, vì những hình ảnh khi mà mắt người quan sát được có lưu lại ở trên màng lưới nên bằng những công nghệ như thế nào đó, những người trong ngành công an có thể chụp lại những hình ảnh trên mạng lưới để giúp cho cái công tác điều tra. Tiếp theo, chúng ta giải thích một hình ảnh trên video mà chúng ta quan sát được ở trên. Chúng ta xem lại và nhận xét có gì lạ trong cái hình ảnh ở trên. Đây là hình ảnh của một camera trên ô tô hành trình ghi lại hình ảnh một ô tô chạy ở phía trước và chúng ta thấy rằng hình ảnh đặc biệt ở đây đó là bánh xe của ô tô phía trước gần như không chuyển động vậy nguyên nhân vì sao thì để lý giải cho hiện tượng này thì cũng giống như sự lưu ảnh của mắt camera hành trình cũng có tốc độ ghi hình nhất định khi mà tốc độ ghi hình trùng với chu kỳ quay của bánh xe ở phía trước nghĩa là cứ sau một chu kỳ bánh xe lại quay về đúng vị trí đó thì camera hành trình lại lưu lại một hình ảnh như vậy thì tất cả những hình ảnh mà camera hành trình ghi được đều giống hệt nhau chính vì vậy cho nên khi chúng ta quan sát thấy rằng ô tô phía trước bánh xe không quay Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta cần nhớ giúp thầy những nội dung chính như sau. Thứ nhất là cấu tạo quang học của mắt. Thứ hai là sự điều tiết của mắt, trong đó chú ý điểm cực cận, cực viễn. Hiểu khái niệm góc trông và năng suất phân ly. Đặc điểm của mắt bình thường, qua đó so sánh với mắt cận, mắt viễn và mắt lão. Cuối cùng hiểu về sự lưu ảnh của mắt để giải thích được các hiện tượng trong thực tế. Thì ở đây thầy mới giới thiệu chúng ta hai video về sự lưu ảnh của mắt. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất nhiều những hiện tượng xảy ra trong thực tế giải thích dựa trên hiện tượng này. Bài tập về nhà vì lý thuyết của bài dài cho nên những bài tập ví dụ ở trong sách giáo khoa thầy chưa chữa. Các em về làm giúp thầy bài tập ví dụ 1, bài tập ví dụ 2 ở trong sách giáo khoa. Và làm giúp thầy bài 9, bài 10 trong sách giáo khoa. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thân ái, chào các em và hẹn gặp lại các em ở những bài dạy lần sau.